tất cả mọi người đã là Hằng đây. Và hôm nay như tiêu đề cũng như là hình ảnh mọi người đã thấy thì Hằng sẽ chia sẻ một món bánh ngọt của Nhật. Thì bánh ngọt mà tiêu biểu cho Nhật Bản nó có tên là Wagashi. Nó có tên là Wagashi, nhưng mà Wagashi có rất là nhiều loại. Và hôm nay loại bánh đó là bánh bánh hạt dẻ. Vì cái mùa này cũng là đang mùa hạt dẻ nên những bạn nào ở Nhật á, mình đi siêu thị thì sẽ thấy rất là nhiều. Hình như cái bánh này tên là Kuri Minori Kamoshirenai. Có lẽ là nó tên đó. Thằng Dục mất cái nhãn rồi nên không biết. Bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Hai ikimashou. Cái này nè, nó là hình hạt dẻ Kuri no katachi nè. Gomenasai nè. Mình thấy nó hình hạt dẻ rất là dễ thương, cho nên là cũng cầm lòng không đậu mà mua. Kore wa cái này Hằng nghĩ nó cũng là hạt dẻ luôn, nhưng mà nó làm một cái là hạt dẻ nó nghiền xong rồi nó bao xung quanh, còn này là một cái nó trộn với lại bột nếp. Nakamichi ga nè, nhưng bên trong nó cũng khác nhau. Tabete mi yo. Đầu tiên đó chính là mình sẽ ăn bánh có hình hạt dẻ. Itadakimasu. これ何だか見よう。わかんない。でも食べたことある。食べたことない。これ何と思う?これ。ごま。正解だよ。食べた?ちょっと食べてない。 2人分を用意したけど cái bánh này nó được làm từ bột gạo nếp. Ở bên ngoài nó sẽ mềm, ở bên trong muôn thở của những cái loại bánh wagashi của Nhật là nó sẽ có đậu đỏ mà mềm, nhưng mà nó cũng khá là ngọt. Cho nên thường là ăn bánh wagashi người ta sẽ uống với ô trà. Nhiều nè. Mưa tóc sâu câu rồi. À, để làm nên cái hình hạt dẻ thì nó sẽ rắc cái này, nó kêu là goma, nó là hạt mè. Mà đẹp không? Hạt mè không? À, cũng khá là hợp đấy nha. Khá là hợp đấy nha. Tiếp theo cái này giống như là hạt dẻ. これ くりをつぶしたら わかるか? さつまいもみたいな. Cái cảm giác nó giống như là khoai lang nhưng mà không phải, nên là hạt dẻ nó nghiền mịn ra xong rồi nó bao quanh ở bên trong đó là nó có như là mochiみたい. Cái này thì nó ngược lại, nó là hạt dẻ xong ở bên trong nó là bột gạo nếp, ăn cũng dịu dịu nhưng mà nó ngọt hơn. Hằng thì thích cái này hơn, nói chung nó khá là ngọt. À mai rồi à mai đó cara ôi trời, nomisugi atarimae desho. Nó ngọt lắm cho nên là phải uống nước nhiều vô ăn cái này, là nó ngọt kinh khủng lắm. Nhưng mà nhìn nó cũng đẹp. Rồi sao đang chịu đựng? Nhìn gì á? これも食べてみる. Đây là một cái loại khác, tại vì nó đang giảm giá này, discount. Đây là cách chất tập.
Cái này là một cái loại khác, nó tên là Imo. Nó cũng là wagashi nhưng mà nó thiên về bánh khoai lang. Mà đại khái nó cũng làm từ mochiko, cũng là làm từ bột nếp. Kì lê chẳng. Cái này murasaki satsumaimo cả. Cái này. Cái này là bánh, cái này là satsumaimo, đây là bánh khoai lang. Cái này cũng là bánh khoai lang, nghĩ vậy thôi, ăn thử. Đại phu cửa. Hoàn toàn đại phu cửa. Đại phu cửa tốt mùi chồng. Hát từ mai mua nó sẽ nắp tờ đại phu cửa mít tay. Thì cái bánh này hằng nó giống như cái bánh đại phu cửa. Nó cũng làm từ bột nếp, nó dẻo hơn cái này. Ở trong nó cũng đậu đỏ mà nó ngọt lắm luôn á. Nên là cái này lâu lâu thèm mới ăn thôi nha, ăn hoài tiểu đường chết. Cô lấy nó đi còn ăn. Cái này murasaki. Cô lấy tôi, cô lấy nhiều chẳng chẳng. Nhiều chẳng này, nhiều tiểu đường. Thì sao là nè. Sore kuri de, sore murasaki imo chẳng. Hông tốn. Chồng mình nói cái này là hạt dẻ và cái này là khoai lang tím. Không tôi đọc. Kirei chan. Cái amasa sozo, amasui janai. Cái này ngon hơn. Khoai lang tím á, cái lỗ ngọt là ít hơn. Oishiki yo. còn gì? Có gì đâu? Mà có thể ăn được nè. Ok. Năm bún gì đấy? Hấp. Video. Bây giờ đã 8 phút rồi, cũng khá là dài rồi. Chắc là hàng cái này là hàng để cho chồng hàng ăn thôi, chứ thực sự là nó hơi bị ngọt á. Hàng thì ngọt quá hàng không thích, hàng sợ nóng trong người, cho nên là bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Yasuminasai.